Xin kính chào tất cả các bác và anh em. Trung Kiên Audio làm video lên để giới thiệu, test và bán với tất cả các bác và anh em hai cặp loa. Đó. Cặp loa này là cặp loa của hãng Aiwa. Còn cái cặp loa ở phía sau đây là cặp loa của hãng Panasonic. Đấy, Panasonic. Rồi, đầu tiên em sẽ quay cái hình thức của cặp loa để cho tất cả các bác và quý vị anh chị em mình cùng nhìn qua nhé. Đây là cặp loa của Panasonic. Đấy. Vân cao su còn rất là tốt luôn. Hơi bẩn tí vì là bụi bặm anh em nhé, hàng bãi mà. Em tháo thùng loa ra. Đấy. Cặp loa này thì sẽ thiên nhiều về trung âm cho các bác nhé. Thiên nhiều về giải trung âm cho các bác, trung âm rất sáng. Còn với cặp loa này, đây là một cặp loa của hãng Aiwa. Cặp loa này thì bát của nó là bát 14, con này tầm bát 11, bát 10 thôi. Con này thì bát 14. Con này sẽ thiên nhiều về giải âm bát cho các bác nhé. Thêm rất nhiều giải âm bát. Thiết kế hai loa cũng gần na ná như nhau. Rất là chất, tất cả riêng nguyên bản 100% cho tất cả các bác và quý vị anh chị em mình. Bây giờ em sẽ test chất âm và so sánh để cho các bác cùng nắm được, để xem mình có nhu cầu mua loa về làm loa chung hay là làm loa bát các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua làm loa bát các bác lấy cặp này. Các bác có nhu cầu làm loa trung âm các bác lấy cho em cặp này. Cặp này trung âm cực sáng luôn. Rồi cặp này tính bát cực uy lực luôn. Đấy, mỗi cặp nó thiên nhiều về một cái giải. Đây em sẽ mở cái bản nhạc này nhá. Em sẽ mở luôn cái bản nhạc này để em so sánh về chất âm để cho các bác nắm được. Rồi xem mà mình lựa chọn anh em nào nó phù hợp với nhu cầu mình nhất. Rồi anh em chờ em tí nhá để em điều chỉnh lại cái điện thoại cái đã để em tua lại cái đoạn đầu. Rồi, bây giờ em sẽ test cặp này trước này. Rồi, em sẽ để loa gần với quay máy quay một tí. Bé anh em nhé, hơi to. Rồi, cặp này là vừa. Nếu anh em sẽ cảm nhận được nhé. Nếu anh em đeo tai nghe. Con này nếu nó lên thùng thì sẽ rất là rõ ràng. Rồi, ok. Vẫn cái bản nhạc này. Bây giờ thì em sẽ tháo ở cái tháo cái dây này ra và em sẽ đấu sang cặp loa kia để anh em cảm nhận cái giải trung âm của cái con loa Panasonic nhá. Đây. Rồi, các bác chờ em mấy giây nhá để em tháo lắp em đấu cho nó cả hai loa luôn để anh em cảm nhận rõ nhất. Và thôi em sẽ đấu một loa để em so sánh cho dễ nhá. Loa kia thì tất nhiên là vẫn hát thôi. Đây nhá, em bắt đầu so sánh luôn cho các bác này. Đây, đầu tiên em tạm bỏ cái loa ra xa. Em bật cái cặp loa này để cho anh em nghe nhá, tí âm nhá. Đấy, bát cho anh em nhé. Rồi, ok. Em chuyển đến cái loa này. Đây, cầm trên nhiều trung âm đây. Ok nhá. Rồi em lại quay trở về cặp loa kia để cho bác nghe lại một lần nữa này. Đây. Đấy. Đấy. Con này trung âm sẽ nhỉnh rất là cao sáng. Còn con này bác rất là lực. Đấy, các bác có nhu cầu lấy cặp nào thì báo với em. Đấy, trong video em sẽ bán hai cặp. Đấy. Bát nhiều lấy con này. Đấy, độ chế thì em sẽ đo luôn kích thước để các bác cùng xem nhé. Đấy, anh em chờ tí. Con này của nó bát sẽ là bát 14cm. 14cm các bác nhé. Đấy. Tâm lúa của nó cũng là 14cm. Còn hết cái vành chéo của nó là nó rơi vào 16cm. Đấy. Rồi anh em nhé. Còn con này thì đây, hết cái vành này của nó là 11cm. Đấy. Các vành đều giống nhau. À, cái vành đường chéo này là 12. À, 11,5. 11,5. Đấy, khoảng đấy. Đấy, các bác lấy cặp này thì em để cho các bác giá là 390k bao ship. 390k bao ship với cặp loa thiên về trung âm của Panasonic. Còn với cặp Aiwa thì em để với giá là 530k cũng bao ship cho các bác nhé. Đấy, bác lấy cặp nào thì lấy. Nhu cầu mình chơi cặp nào thì mình lấy cặp đấy. Rồi, bác chốt cặp nào thì nhắn tin cho em. Zalo 0975 575 262. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và quý vị anh chị em đang theo dõi video của Trung Kiên Audio. Bác nào chưa đăng ký kênh
vui lòng cho em xin một nút đăng ký kênh để anh em có thể theo dõi được các video mới nhất em đăng lên kênh YouTube các bác nhé. Xin cảm ơn các bác và anh em.